Trưa 14 tháng 8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng công tác xã hội của bệnh viện vừa kịp thời hỗ trợ anh TMG, ngụ Cà Mau, liên hệ xe cấp cứu, mua quan tài để đưa thi thể con trai của anh về quê. Trước khi con anh G nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu, bé bị sinh non khi thai mới 23 tuần tuổi tại một bệnh viện ở Cà Mau. Do tình trạng nặng, bé phải chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Anh G đã liên hệ với một đơn vị vận chuyển cấp cứu, sau đó đơn vị này báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe đưa bé từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh. Do hoàn cảnh khó khăn, anh G đã phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền mới đủ chi phí thuê xe. Thật không may là tại Bệnh viện Nhi đồng 1, dù bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi. Anh G quấn con trong tấm chăn, sau đó đến nhà đại thể Bệnh viện Nhi đồng 1 để làm thủ tục. Do không còn tiền để mua quan tài, anh dự định cho con vào thùng xốp rồi ôm con lên xe khách để về Cà Mau. Biết được hoàn cảnh, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã hỗ trợ mua quan tài và thuê xe chở anh và thi thể cháu bé về quê hoàn toàn miễn phí. Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện ghi nhận tình trạng gia đình bệnh nhi bị hét giá thuê xe cấp cứu. Thông thường, giá thuê xe cấp cứu chở người bệnh nặng từ tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng dưới 10 triệu đồng, bao gồm cả điều dưỡng và bác sĩ hỗ trợ theo xe. Do đó, mức giá thuê xe của trường hợp anh G quá cao so với thông thường.